Toàn chức pháp sư, tác giả, loạn, dịch chuyện và edit video, đặt lê view, giọng đọc, ban mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong, được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn đâu donate cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tập 206, muốn chạy ư, ừ, không một kẻ nào có thể chạy thoát khỏi đây. Trương thất hổ nhìn Mạc Phàm một cách lạnh lùng nhưng không có ý ra tay là một quân thống nếu muốn giết ai mà cũng tự mình ra tay thì còn nói được gì nữa các thủ giới trướng trương thất hổ không ít đối phó với con cá lọt lưới này là quá đủ rồi hoàng nghệ lão ngân lão đệ ba người xử lý tên này trương thất hổ nói với giọng khinh thường he he đại ca không có vấn đề gì khi tôi bắt sống hắn rồi lấy dao xẻo từng miếng ra chứ trương đan nói sao mày lại có sở thích biến thái này thế hả nếu biết sớm đã không để mày thẩm vấn phạm nhân cứ làm điều mày muốn đi đừng để ý tới chúng tao trương thất hổ mắng một tiếng không thành vấn đề trương đan chui ra từ đám sĩ quan nhảy vào một tảng đá chưa tới vài giây thì quỷ mộc mang theo gai ngược mọc ra điên cuồng mọc xung quanh hắn nhìn rất chi là hiểm ác hắn ta có chút thực lực tất cả cùng xông lên đừng để bị giết quá nhiều người hoàng nghệ nói biết rồi khó đối phó là đám sói kia thôi được rồi có những người khác chúng ta tập trung đối phó với cậu ta lão ngân nói ba người đều là pháp sư cao dai nhanh chóng tiếp cận được mạc phàm trương đan là pháp sư thực vật hệ tên này có thể thao túng thực vật dẫm lên những thực vật đang mọc ra tràn lan trông rất là điêu luyện hắn đến gần mạc phàm đầu tiên tay chỉ hướng những đoàn quỷ mộc có gai ngược liền phóng tới chỗ mạc phàm mạc phàm vẫn đứng đó không có ý tránh né thì những quỷ mộc đến gần hắn cỡ 20 mươi mét thì đột nhiên bốc cháy bị ngọn lửa đỏ thiêu trụi không còn gì niệm khống hư trào mạc phàm giữ tay ra lập tức bóp cổ sĩ quan tên trương đan con hàng này bị nhấc lên không trung hắn vội vàng gọi ra khải ma cụ để bảo vệ thân thế nhưng khải ma cụ cấp bậc không cao mặc phàm thêm lực thì đã vỡ nát ra chết tiệt mau giết hắn nhanh trương thất hổ thấy vậy thì căng thẳng nói trương đa là em trai của trương thất hổ làm gì nghĩ thằng em của mình bị đối phương chế phục tận mấy lần đối phương còn trẻ mà đã là cao dai thì thật là hiếm thấy hô 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 xung quanh mặc phàm đang cuộn trào khí thức ma pháp mấy tên pháp sư cao dai đã vẽ ra chòm sao một cái là trường mâu dài tới bầu trời một cái khác là thủy hoa thiên mạc như thác nước đổ từ trên trời xuống dưới nếu nói về uy hiếp thì thác nước uy lực mạnh mẽ hơn chảy xuống một con sói màu trắng đã thành thịt nát xương tan ngoài hai ma pháp cao dai thì còn có một tiểu đội tấn công khóa chặt mặc phàm liệt diễm từ khắp nơi bay tới sóng xô nhau tạo thành sóng thần gió gào thét lại còn mang thêm ánh lôi tím tất cả đều phóng về phía của hắn trong lúc này đâu đâu cũng là ma pháp hủy diệt nhưng mặc phàm không bỏ trương đan xuống hư không trả on nằm lấy trương đan dưới chân có một tinh đồ màu bạc sáng lên hình thoi màu bạc bao phủ quanh thân hắn tạo thành một lăng kính hơn có chu vi hơn 50 mươi mét mọi thứ trong phạm vi này đều đứng im đỉnh trệ mạc phàm đưa một tay khác lên cao nắm lại sức mạnh đình trệ thời không lan ra xung quanh trong nháy mắt thì những trường mâu thác nước gió lốc và quyền cùng thiểm điện toàn bộ đều đứng im xung quanh mạc phàm không tiến lên được các thành viên cận chiến của đoàn thợ săn như hứa bình đông dương bảo chuột bay đều há hốc trợn tròn mắt mạc phàm đứng ở trung tâm của mọi ma pháp có màu sắc khác nhau mạnh mẽ đến mức làm người ta muốn tôn thờ không không gian hệ có thể mạnh tới cỡ này ư dương bảo cũng đang sụp sôi vì bản thân cũng là người thức tỉnh không gian hệ nhiều đòn tấn công ma pháp hủy diệt như vậy đều bị ngừng lại bao gồm cả không gian bá đạo tới mức phá tan định kiến về không gian hệ của dương bảo những sĩ quan cùng quân thống khác cũng trợn tròn mắt chưa thể lấy lại tinh thần sau cảnh này khi có một âm thanh rắc phát ra thì mọi người mới tỉnh lại trương đan đã bị mặc phàm bẻ cổ trương đan rơi xuống đầu và thân không cân đối mắt toàn lòng trắng mặt mũi tràn đầy đau đớn và tất nhiên là hắn đã chết rồi đôi mắt trương thất hổ đỏ bừng lúc đầu còn muốn cho thằng em của mình lên thử đã được huấn luyện nhiều năm vậy mà bị đối phương giết trong nháy mắt điều này đã chọc giận thành công trương thất hổ rồi ta phải vặt cái đầu ngươi xuống trương thất hổ nổi giận cả người như một viên đạn bay tới sau lưng mạc phàm lập tức những mũi nhọn bằng đá đâm lên từ mặt đất mạc phàm nhanh chóng tới chỗ cao để tránh né thấy toàn thân trương thất hổ đã hóa đá cả người mặc một bộ giáp bằng bằng đá hung hăng xông tới chỗ mình mạc phàm nhanh chóng hóa thành ảnh điều di chuyển tới những vách đá nhưng không ngờ vách đá lại chịu sự điều khiển của trương thất hổ từng cọc đá mọc ra muốn xiên mạc phàm lên bóc chết hắn cho ta trương thất hổ thở hồn hển thấy mạc phàm trốn hơi xa phung tay lên ra lệnh các quân nhân ở dưới đã vẽ ra tinh đồ rất nhanh đã có mười mấy ma pháp trung giai được hình thành toàn bộ thung lũng đá đều đang rung lên cạm bẫy quỷ mộc khi những ma pháp trung giai định oanh tạc mạc phàm thì vô số quỷ mộc đâm xuyên đá mọc lên cắt cao tóm lấy các quân nhân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra những quỷ mộc như những cánh tay mạnh mẽ tóm lấy chân rồi kéo vào khai đá mạc phàm nhìn thấy mục nô kiều trốn ở sau đá thì mừng rỡ cô ấy chủ tu thực vật hệ cho nên cạm bẫy quỷ mộc này vô cùng bá khí hạ gục ba bốn người cùng một lúc để phá hỏng ma pháp tích tụ lại mạc phàm vừa thi triển ma pháp không gian hệ đình trệ không thể sử dụng liên tục được mà nhiều ma pháp như thế thì đình trệ cũng không đỡ được một lũ an hại hoàng nghệ lão ngân đi theo ta lột ra hắn Trương thất hổ giận dữ tự mình mang theo hai tướng lĩnh tới chỗ mạc phàm Trương thất hổ đã tu luyện nham ma chi đồng đến mức thành thạo nhất là lấy đá làm giáp cùng vũ khí biến bản thân thành một dã thú bằng đá trừ khi mạc phàm phụ thể cùng tiểu viêm cơ nếu không sẽ không chống đỡ chính diện với trương thất hổ được nhưng mà sau khi phụ thể với tiểu viêm cơ thì phải đánh thế nào với thạch thiên thọ sau đó trương thất hổ hơn phần nửa là đang ở đỉnh phong cao dai đối phó với hắn cũng không dễ dàng gì những gai đá truy kích kia từ lĩnh vực của hắn cũng có tính uy hiếp lần này tao xem ngươi trốn nơi nào đền mạng cho em trai ta đi toàn thân trương thất hổ mọc ra những gai đá nguy hiểm lao về phía trước như một chiến xa hoàng nghệ cùng lão ngân đều muốn dồn mạc phàm vào chỗ chết không cho hắn có cơ hội trốn thoát ép hắn phải đối đầu với trương thất hổ một cách chính diện đội ảnh xuyên toa Mạc phàm rơi vào tình huống bị bao vây cũng không hoảng sợ, sai được đội ảnh xuyên toa thì mọi sự bao vây đều trở nên vô ích. Trương Thất Hổ đấm vào vách đá, còn Mạc Phàm đã chui vào trong những bóng đen, xuất hiện đằng sau Trương Thất Hổ hơn 100 mét, làn khí hắc ám vẫn còn trên thân, vẻ mặt bình tĩnh, Hoàng Nghệ cùng lão ngân cũng cau mày lại. Người trẻ tuổi kia lợi hại thật, không nói đến một mình sông tới chỗ này, đối mặt với đại quân thống Trương Thất Hổ mà vẫn không thay đổi sắc mặt, chết tiệt, Trương Thất Hổ rút tay từ vách đá ra, quay lại nhìn Mạc Phàm, sự thù địch đã đạt tới cực điểm vì một pháp sư trẻ tuổi trêu đùa thì đây là một sự sỉ nhục lớn dùng ám ảnh hệ giam cầm hắn cho ta trương thất hổ không ra tay nữa mà ra lệnh cho thuộc hạ dưới trướng của hắn ta có một nhóm pháp sư ám ảnh hệ những người này liên thủ thi triển đại trận cự ảnh đinh để chặn không cho dùng dịch chuyển tức thời nếu mắc Phạm mà còn dịch chuyển tức thời thì sẽ đánh hụt đúng là thứ ngu xuẩn mặc phàm cảm nhận được năng lượng hắc ám ở gần nở nụ cụ ời trên môi không đợi những ngu ời kia hoàn thành ma pháp ám ảnh hệ hắn đã thi triển ra ma pháp ám ảnh hệ cao gia của mình tỳ dạ thống trị ánh nắng buổi chiều trên sa mạc bị bao phủ hết bóng tối bao trùm hết thung lũng đá này không thể nhìn thấy bất cứ một cái gì những quân nhân là pháp dự ám ảnh hệ cảm nhận màn đêm đã giá lâm mặc dù được tăng lên uy lực nhưng cũng đã mất đi mục tiêu nếu ném cự ảnh đinh loạn xạ không khéo lại chúng chính bản thân mình quan trọng tu vi ám ảnh hệ của đối phương không biết cao hơn bao nhiêu cảnh giới hơn bọn họ thì cự ảnh đinh có tác dụng không hắc ám cự kiếm đại trận giam cầm quả nhiên có một sức mạnh to lớn hơn giáng xuống bọn họ có thể cảm nhận được năng lượng hắc ám đang lăn vào trong thân thể lẫn tinh thần một nỗi sợ hãi cung theo năng lượng này lượn lờ quanh thân đến khi một thanh kiếm lớn cắm xuống thân thể bọn họ run lên thân thể cùng ý niệm đã bị phong bế lại mấy quân nhân ảo tưởng có thể giam mạc phàm đều bị mạc phàm giam ngược cái này làm cho trương thất hổ càng thẹn quá hóa giận khi bị bóng tối bao phủ tối đen như mực không có ai chú ý tới một bóng dáng bé nhỏ đang đi tới chỗ những thành viên đoàn thợ săn chiến kim một cách lặng lẽ cũng không biết đã làm gì mà công cùng xiềng xích rơi hết xuống hứa bình đông dương bảo chuột bay đã được tự do thi triển ma pháp cao dài hướng về chỗ những quân nhân có chuyện gì xảy ra? trương thất hổ vừa quay đầu lại thì phát hiện toàn bộ tiểu đội bị tập kích. có người thả tự do cho đám thợ săn, giờ chúng ta phải nhờ đến thạch quân ti tiếp viện. đồ ăn hại, có mỗi mấy đứa thợ săn quèn mà cũng giải quyết không được. trương thất hổ quát, hắn ta nhìn mạc phàm không rời, toàn thân bao bọc như một con tê giác lao về phía mạc phàm. tốc độ va chạm của trương thất hổ quá nhanh, cũng không biết làm thế nào để xác định được vị trí của mạc phàm ở trong bóng tối này. lần này nhất định phải chết. trương thất hổ cười lạnh, dịch chuyển tức thời cũng cần phải cần một khoảng thời gian để hoàn thành. Trương Thất Hổ đã tìm được vị trí của Mạc Phàm nhờ vào ba động của đá, lao tới với tốc độ thật nhanh để Mạc Phàm không có thời gian thi triển dịch chuyển tức thời. Ô anh, cú va chạm này của Trương Thất Hổ gây ra rung động lớn, bóng dáng của Mạc Phàm tan rã. Sau khi trượt dài theo quán tính thì Trương Thất Hổ mới dừng lại được, xoay người lại muốn nhìn Mạc Phàm bị chia năm xẻ bảy, một đòn này thì kể cả có khải ma cụ cũng rất khó sống, sao lại như này? Trương Thất Hổ quay đầu lại chỉ thấy những khói đen đang tản đi. Không có máu tươi của Mạc Phàm, không có thi thể, thứ mà Trương Thất Hổ vừa va chạm là một ảnh khôi lỗi thứ cặn bã chết mẹ mày đi mạc phàm xuất hiện bên cạnh trường thất hổ mà không gây ra một tiếng động cánh tay bây giờ có những lôi điện màu đen như lò xo trường thất hổ sững sờ nhưng lại nở nụ cười chỉ dựa vào ngươi ngươi không thể phá vỡ lớp giáp này của ta đâu ngươi phải chết chính là ngươi trường thất hổ khinh thường đứng im cho mạc phàm tùy ý tấn công mạc phàm cũng không nói thêm nữa lôi điện trên cánh tay ngày càng mạnh ngay lập tức một đường tịch lôi tử quang bắn ra từ tay vào trường thất hổ nếu một lôi điện có uy lực gấp 12 lần được nén lại thành một tia sáng, thì kể cả sức phòng ngự của cao dài cũng không đỡ nổi lôi điện mạnh mẽ phá vỡ lớp giáp và xuyên qua ngực của trương thất hổ phụt trương thất hổ phun ra một ngụm máu lớn người ngửa ra sau đòn vừa nãy đã để lại một lỗ cháy đen to bằng nắm đấm trước ngực cặp mắt của trương thất hổ lộ ra vẻ khó tin nhằm lại có tính đủ mạnh để chống đỡ được lôi hệ vì sao mà bị đánh xuyên qua được còn chưa chết nữa đúng là sống dai thật mạc phàm nhìn trương thất hổ thân thể hắn ta co quắp tịch từ lôi quang không giết chết được những cũng làm tên này bị thương nặng mà phàm không cho hắn được sống ngọn lửa bốc lên trong lòng bàn tay hóa thành một thanh liệt hỏa viêm kiếm. Tại quan thống, lão ngân thấy tính mạng của Trương Thất Hổ nguy hiểm, vội vã chạy tới. Mạc Phàm không nhìn lão ngân, tay còn lại nổi lên ánh sáng bạc vũ như đuổi ruồi về phía hắn, sức mạnh không gian hệ lớn đập vào thân lão ngân, làm hắn văng ra xa mấy chục mét. Sau đó Mạc Phàm giơ liệt hỏa viêm kiếm lên cao, đâm mạnh vào ngực Trương Thất Hổ. Hô 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 hô, hỏa diễm chui vào thân thể đã hóa đá của Trương Thất Hổ, ngay cả đá ở hỏa diễm sơn còn thiêu rụi được, huống gì cái loại người như Trương Thất Hổ này, Trương Thất Hổ gào thét đau đớn, thân thể bên ngoài vẫn chưa bị sao, còn nội tạng thì đã bị thiêu đốt khó có thể chịu đựng được. Hắn cảm giác Mạc Phàm không giết mình ngay lập tức, mà để mình cảm nhận từ từ loại tra tấn này trước khi chết, kiếp sau nhớ làm người tốt, đừng có làm xúc sinh, Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nói xong thì Mạc Phàm tăng thêm nhiệt độ cho liệt hỏa viêm kiếm, làm cho Trương Thất Hổ chết vì hỏa diễm nổ tung. Trương Thất Hổ còn muốn báo thù cho em trai của mình, nào ngờ mình cũng chết một cách thê thảm. Đại quân thống, đại quân thống, vành mắt lão ngân đỏ, lao đến như một con dã dạ thú, nữ quân thống cũng đã tới đây cái chết của trương thất hổ làm đã chọc giận đến bọn họ đầu tiên là lão ngân hắn lấy hết tất cả vốn liếng phi tân tới chỗ mặc phàm để không máu mấy người rất là trung thành nhưng lại không phân biệt đúng sai vậy mà lại đi tiếp tay cho kẻ xấu đó không phải là một điều tốt mà phàm nhìn hai người kia lôi điện tán loạn trong lòng bàn tay thương lôi trảo. mặc phàm khóa chặt lão ngân lôi điện đánh ra lệ chào thiền điện uy lực cuồng bạo đến cực điểm xé nát khải ma cụ của con hàng này trong máu thì phụng vương vãi đầy trên mặt đất hoa nghệ sững sờ nhìn mạc phàm thì trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi thực lực của người trẻ tuổi này làm sao lại mạnh đến như vậy cũng là pháp sư cao dai mà không chịu nổi được một đòn của hắn vì cô là phụ nữ cho nên tôi sẽ cho cô chết một cách nhẹ nhàng nhất mạc phàm lạnh lùng nhìn hoàng nghệ hoàng nghệ không ngồi im chờ chết cô ta cắn răng đang định liều chết với mạc phàm à hú bỗng nhiên phi xuyên ngai làng xuất hiện sau lưng của hoàng nghệ mở miệng ra ngoạ một cái cạp phi xuyên ngai làng cắn mất một nửa trên nửa còn lại phun máu rồi đổ xuống đất phi xuyên ngai làng cũng không lãng phí đồ ăn ăn luôn được còn lại miệng dính đầy máu còn nở nụ cười thật mãn nguyện với mạc phàm mạc phàm cũng cạn lời nghĩ rằng nữ quân thống kia chết sẽ hận mình lắm vừa nói sẽ cho cô ta chết một cách nhẹ nhàng kết quả bị xé ra làm hai cũng không trách mạc phàm được ai biết phi xuyên ngai lang lại có một sở thích đặc biệt với phụ nữ như thế đi xúc miệng ngay lần sau cấm ăn bậy nữa mạc phàm nói sau khi thấy phi xuyên ngai lang chạy tới a à hú phi xuyên ngai lang lại rất cao hứng nhưng khi thấy linh linh cũng làm bộ mặt chán ghét thì phi xuyên ngai lang biết mình có lỗi nhanh chóng tìm nơi xúc miệng, thuận tiện nôn người kia ra, tìm chỗ chôn, nói thật hương vị người này cũng bình thường. Mấy người mạnh đã chết hết rồi, lại thêm đoàn thợ săn chiến kim nữa, những quân nhân này là trung giai, không gây ra uy hiếp được, giam cầm bọn họ lại cũng không làm được trò chống gì, mặc phàm cùng phi xuyên giết hơn một nửa, tương thiểu như bắt 10 người làm tù binh, một đám bên trong bẫy của mục nô kiều, những người còn lại bị đoàn thợ săn chiến kim vế đi, mấy người cũng tốt bụng quá rồi, mặc phàm quét mắt nhìn thung lũng đá một vòng, thấy đoàn thợ săn chiến kim để không ít người còn sống, những người này phải giao cho quân đội xử lý chúng tôi chỉ giết những người chống cự hứa bình đồng nói người anh em mạc phàm đời tôi chưa nể phục qua mấy người cậu là người tôi nể phục sau đoàn trường dương bảo kích động nói với mạc phàm trong ánh mắt mang vẻ sùng bái tôi nghe tốt một học phủ chi tranh là trời sinh song hệ mỗi hệ đều mạnh lúc trước tôi không tin đâu nhưng giờ được chứng kiến rồi thì tôi đã tin đó là sự thật nếu không phải siêu giải pháp sư thì chắc cũng không làm gì được chuột bay nói mọi người đều nhìn thấy cảnh chiến đấu vừa rồi một mình mạc phàm đối đầu hơn 100 người không nói tới những tên pháp sư cao giai không phải đối thủ của mạc phàm mà ngay cả những tiểu đội liên thủ lại cũng không làm gì được chảm trương thất hồ giết hoàng nghệ và lão ngân như giết gà những người này không mạnh chẳng qua ỷ lại vào đông người mà có nhiều người cũng chẳng làm gì được tôi mạc phàm nói tới bây giờ hơn không sợ số lượng đông nữa có sáu hệ nganh chiến còn dư sức mà uy hiếp nhất là trương thất hồ tên này ở cao giai mà đã lợi hại rồi thực lực cũng không kém bù lịch bao nhiêu có lĩnh vực đặc biệt nhưng lúc đó mạc phàm cũng đánh bại được hắn ta giờ đây mấy hệ đều được tăng lên đối phó với mấy tên pháp sư có lĩnh vực dễ như trở bàn tay cát minh với trương tiểu hầu bị đem đi đâu rồi mạc phàm hỏi hứa bình đông bọn họ bị mang đi vào trong lối vào trong lòng đất nói là tìm đại địa chi nhị hứa bình đông đáp bọn họ có cách liên lạc đặc biệt nơi này xảy ra chuyện gì thì hơn phân nửa người ở bên trong đều biết trương thất hổ vẫn chưa tính là gì thạch thiên thọ mới là kẻ địch lớn nhất hắn ta là siêu giai pháp sư cát minh không phải là đối thủ của hắn ta đoàn trưởng bị phản đồ đồng trắng trịnh thông ám toán thực lực của đoàn trưởng có thể chống đỡ được với thạch thiên thọ mạc phàm tôi biết cậu có bản lĩnh lớn thạch thiên thọ mạnh hơn nhiều lần những người ngoài này cậu đi một mình rất khó cứu những người khác tôi cảm thấy muốn đối phó với thạch thiên thọ thì trước tiên phải cứu được đoàn trưởng ra đoàn trưởng có thể đọ sức cùng thạch thiên thọ chuột bay nói được chúng ta đi vào hành động dựa theo hoàn cảnh vậy mạc phàm nói còn những người này thì phải làm sao đây tương thiểu như chỉ vào các quân nhân bị bắt làm thủ binh cho nên tôi mới nói giết hết đi cho đỡ sách việc giờ chúng ta lại phải để cho người canh chừng lũ này mạc phàm nói những quân nhân bị bắt nghe xong dùng mình nhìn vẻ ngoài người này trông hiền lành vì sao lại nói những lời thù địch như thế coi như trở lại một con đường sống cho những người như bọn hắn không được sao kết thúc video các bạn đang nghe chuyện toàn chức pháp sư trên kênh triệu gia chuyện được dịch bởi đặt lê view triệu gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn thân ái và hẹn gặp lại trên kênh triệu gia